Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Như các bạn đã thấy thì ở đây mình đang có mẫu màn hình đến từ thương hiệu màn hình số 1 tại Mỹ, ViewSonic, với mã 3VA3456 với kích thước 34 inch siêu rộng, độ phân giải WQHD sắc nét cùng với những tính năng ưu việt khác. Vậy thì mẫu màn hình này sẽ đem đến những trải nghiệm mới mẻ gì? Hãy cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu về chiếc màn hình này nhé. Gọn gàng, đơn giản là những cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc màn hình này, được bao bởi ba cạnh viền siêu mỏng nên dù kích thước khá lớn 34 inch nhưng tổng thể màn hình vẫn rất gọn gàng và sexy. VA3456 thì sở hữu thiết kế tối giản với duy nhất tông màu đen mạnh mẽ kết hợp với chân đế công thái học, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh độ nghiêng, độ xoay, độ cao và thậm chí có thể xoay được 360 độ để phù hợp với góc làm việc hoặc là góc gaming của các bạn. Và tổng thể màn hình thì được hoàn thiện rất chắc chắn, trọng lượng lên đến hơn 9kg, khá nặng. Tuy nhiên vì sở hữu màn hình lớn lên đến 34 inch nên mình nghĩ cân nặng này thì có thể chấp nhận được. Bên cạnh đó thì ViewSonic 3456 còn được gia công tương thích với giá treo vé ra 100x100mm. Các bạn có thể dễ dàng, linh hoạt treo màn trên tường để có thể tiết kiệm được không gian phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Về mặt sau của màn hình thì vẫn là một tổng thể rất đơn giản với những đường cắt CNC tạo điểm nhấn ở 4 góc. Bảng điều khiển và hệ thống cổng kết nối cũng được ViewSonic để ở phía sau luôn, bao gồm một đầu ra âm thanh 3.5mm, hai cổng HDMI 2.0, một cổng DisplayPort, một cổng cắm nguồn. Và như đã nói ở trên thì ViewSonic VA3456 có kích thước siêu lớn 34 inch, tỷ lệ 21:9 với phân giải WQHD 3440x1440 cùng tần số quét là 75Hz. Thời gian phản hồi là 4ms, đem đến chất lượng hình ảnh chi tiết sống động và nội dung hiển thị cao hơn tới 70% so với độ phân giải Full HD tiêu chuẩn. Bên cạnh đó thì màn hình còn được trang bị công nghệ AMD FreeSync, đảm bảo việc chơi game mượt mà, thoải mái xem phim giải trí mà không xảy ra hiện tượng giật lag hay là xé hình. Màn hình ViewSonic VA3456 thì được trang bị tấm nền Super Clear IPS cùng góc nhìn rộng lên đến 178 độ, mang lại hình ảnh sắc nét sống động như thật. Ngoài ra thì màn hình IPS Super Clear cũng cho màu sắc rực rỡ và đồng nhất khi xem trực diện hay xem từ một bên với góc nhìn cực rộng. Cho nên khi các bạn ngồi ở đâu, ở vị trí nào các bạn cũng không cần phải bận tâm đến việc hình ảnh cũng như là độ tương phản bị thay đổi. Và chắc chắn thì các bạn sẽ có những trải nghiệm hình ảnh hoàn hảo nhất khi giải trí tại gia. Bên cạnh đó thì ViewSonic VA3456 còn được trang bị công nghệ giải động cao HDR400, chất lượng hiển thị khi đo đạc là 100% sRGB và 72% NTSC, sẽ đem đến cho các bạn màu sắc và độ sáng khá chuẩn trên mẫu màn hình này. Ngoài việc sử dụng để chơi game giải trí ra thì đối với các phần mềm đồ họa liên quan đến màu sắc, các bạn cũng có thể sử dụng ở trên chiếc màn hình này cũng như là tận dụng để phục vụ nhu cầu làm việc. Và ngoài về chất lượng hình ảnh thì âm thanh cũng rất là được người dùng quan tâm. Màn VA3456 thì được tích hợp loa kép stereo 3W, chất lượng loa tạo hiệu ứng âm thanh vòng chạy xung quanh màn hình cho âm lượng vang đủ to, mang đến những trải nghiệm âm thanh khi nghe nhạc, xem phim, chơi game giải trí sống động và chân thật hơn rất là nhiều. Màn hình máy tính VA3456 còn được ViewSonic trang bị thêm công nghệ chống nháy hình và bộ lọc ánh sáng xanh, giúp các bạn cảm thấy không bị mỏi mắt và mệt mỏi khi nhìn vào màn hình quá lâu, hay có thể được trang bị thêm chế độ Eco giúp tiêu ít năng lượng hơn. Tổng kết lại thì ViewSonic VA3456 là một chiếc màn hình đa dụng, các bạn có thể vừa chơi game giải trí hay xử lý các tác vụ đồ họa, và với mức giá đang rất tốt ở An Phát là gần 10 triệu đồng thì sẽ là lựa chọn đáng mua. Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp các bạn ở trong những video sau.